Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lapsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Ok. Wait, what? Này thì con Sương dám bắn vào mình nhưng mà mình núp sau lưng cái mũ đa kỳ là xong liền. Nhưng mà khoan, mặc dù bây giờ mình kiểu hơi bị tha hóa từ máu của tên Muzan, mình lên gì? Mình được cái tên Muzan cho làm Hạ Huyền Lục rồi. Nhưng mà mình đâu có thèm. Chẳng qua là hắn tự cho mình thôi đó chứ. Đây. Đây cũng Hạ Huyền Lục hay sao nè. Sử Hạ Huyền Lục luôn. Mày thì ăn lục vô. Đâu rồi? Tới nhà mình chơi hả? Ai cho tới nhà chơi? Tới nhà chơi thì đi chỗ khác chơi đi. Bây giờ coi cơ, khi mà mình có được huyết quỷ thuật rồi á thì cái sát thương từ cái hơi thở mặt trăng của mình có thể nói là rất là mạnh luôn. Cái vũ khí của Thượng Huyền Nhất mình dùng nó phát huy gần như là tối đa sức mạnh luôn ấy. Ê, lại gặp Hà Trụ nữa rồi. Ủa cái gì vậy? Ok, tính ra mình mới tiêu diệt quỷ luôn mà Hà Trụ lại dí đánh mình. Ấy, thông cảm cho nhau xíu đi nào. Mình không muốn tiêu diệt Hà Trụ nữa đâu. Thôi, tránh xa Hà Trụ ra đi. Kệ. Mình thông cảm cho các trụ cột, chắc các trụ cột không hiểu cho mình. Và bữa nay á, thì mình muốn kiểu như là đi shopping một xíu. Bữa giờ mình có được rất là nhiều Scarlet Orb hiếm, nhưng mà không có vào nhà được tại các trụ cột cứ đánh mình miết à. Vậy nên là mình đã đục một cái lỗ ngay giá tường nè để mình mua đồ lén lút thôi. Tính ra nhà mà mình ở luôn á mà phải mua đồ lén lút vậy đó. Nhưng mà thôi kệ, chịu khó chứ biết sao giờ. Và hy vọng rằng bữa shopping này mình sẽ mua được hai thanh kiếm mà mình chưa có được sở hữu. Đó chính là thanh kiếm của Zenitsu và thanh kiếm của kiếm sĩ huyền thoại Yorichi. Cái thanh kiếm đó là kiểu như mang hơi thở mặt trời phiên bản hàng real luôn á, chứ không phải là thanh kiếm của Anjiro đâu. Rồi giờ coi các trụ cột có vẻ không thấy mình. Mình núp mà sao thấy được. Rồi. Ôi, cái gì? What the heck? Nani, mình chỉ tốn đúng hai cái Scarlet Orb đầu tiên là mua được thanh kiếm của Zenitsu rồi. Thanh kiếm mang hơi thở sấm sét cực kỳ đã luôn. Mình đánh thử coi. À, đòn đánh thường thì không có hiệu ứng sấm sét, thế nhưng mà những cái thức của cái hơi thở này thì có sấm sét đó nha. Đầu tên Muzan đâu, xuất đầu lộ diện đi. Mình sẽ xử hắn bằng thanh kiếm hơi thở sấm sét này luôn. Đây, tới công chuyện nào. Này thì chú quỷ Muzan hả? Bữa nay mình đánh hắn luôn, hơi thở sấm sét nha. Ủa? Với cả là bây giờ gần ban ngày rồi, gần trời sáng á, nên mà mình đánh hắn có lợi thế lắm. Tiếp tục nào, mặt trời sẽ thu rụi hắn sớm thôi. Ừ, ngươi đánh ta đi, để xem ngươi trụ được bao lâu. Ôi, hình như hắn chưa bị mặt trời thiêu rụi đó. Ấy dù, nay trụ lâu vậy ta. À, hóa quỷ rồi. Mặt trời sắp lên rồi đó cưng. Mặt trời sắp lên rồi đó. Ấy, vậy mà hắn vẫn chưa bị thiêu rụi là sao? Ôi, và hắn không còn đánh mình nữa. Ấy, hắn đã bị thiêu rụi rồi. Chiến thuật của mình quá đỉnh luôn. Ây da, nhưng mà hồi nãy hắn mới dùng cái đòn gì á, hắn phát nổ một phát và mình gần như là bị tê liệt hoàn toàn. Hay là do mình bị tác dụng phụ khi mà dùng máu của hắn ta? Ồ, cũng có thể lắm. Tại vì trên người mình hiện tại đang có máu quỷ á. Ồ, chắc là vậy rồi. Ê, Con quỷ mắt quần tâm này, sao nó không bị mặt trời thiêu rụi? À, kìa, nó bị thiêu rụi nè. Này thì ha, thức đêm thức hôm hả? Con quỷ đó thức đêm lắm luôn á, bảo sao mắt nó quần thâm hay gì cơ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ về nhà cái coi, để mình xem xét mình cường hóa thanh kiếm mình lên cái đó. Thanh kiếm của Zenitsu thấy vậy, cường hóa lên cũng mạnh lắm á. Ê, ăn trộm đất. Dám ăn trộm đất nhà mình hả? Đâu rồi, mình sẽ cho hắn biết như thế nào là sức mạnh hơi thở sấm sét. Dám ăn trộm đất. Này thì ăn trộm đất nè, lẫm cục kẹo liền. Bữa nay có vẻ là một ngày may mắn của mình đây.
Thế nên là hy vọng công việc cường hóa cũng sẽ suôn sẻ giống như việc mua kiếm nha. Thử nào. Sắc bén luôn. Tốt tốt. Mình sẽ cho kiếm của Zenitsu có dòng sắc bén 3. Yay, và cường hóa thêm Red Sword nữa. Ở mình còn dòng Red Sword cấp độ 5 không nhờ? À hết rồi. Thôi được, mình sẽ đi shopping một xíu để sắm cái dòng Red Sword cấp độ 5 ghép vào thanh kiếm của Zenitsu để cho mạnh hơn. Rồi một tí nữa mình sẽ đi săn cái tên Muzan để kiếm những cái xúc tua của hắn. Bữa giờ mình chưa có gặp hắn quá nhiều để có thể săn hắn và lấy xúc tua ấy. À với cả là xúc tua của Thượng Nguyên Nhất luôn. Đúng 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 đúng. Rồi đây là người bán sách gì đây? Sách sửa chữa. Vậy là chắc đây là người bán sách Red Sword. À chính xác luôn. Đổi ra Ngọc Lục Bảo. Rồi mua quyển sách. Cuối cùng là dục cái đe xuống và ghép vào thôi. Này, Red Sword cấp độ 5. Và nãy giờ thì mình chỉ mới test được có hai thức của thanh kiếm Zenitsu thôi. Bây giờ mình sẽ test thêm một cái thức nữa. Nhưng mà đây là một cái dạng khác hay sao nè. Cái dạng này mình có thể lướt vài lần liên tiếp luôn. Nó cũng là thức thứ nhất á, nhưng mà được Zenitsu kiểu như biến tấu lại. Đỉnh thiệt chứ. Lại thêm một thức dạng khác của thức thứ nhất hay sao nè. Ôi cái này nó lướt nhanh quá, mình sợ mình không có kiểm soát được tốc độ ấy. Cái này chắc phải mất thật nhiều thời gian để làm quen đây. Một cái thức thứ nhất thôi mà Zenitsu biến tấu quá trời luôn. Hay thiệt đó chứ. Ở nhà mình á thì mình cũng có kiểu như là nuôi một vài nhóc heo rừng. Ôi, đâu ta? Bữa giờ mình không có chăm không biết. À đây còn ok. Còn là được. Heo rừng đang chơi với quả nè. Bên đây thì còn một nhóc nữa, mới dắt về thôi. Nhưng mà đây là heo rừng thường thôi. Nhưng mà trong thế giới thợ săn quỷ này á, còn có một cái loại heo rừng có thể nói là cực kỳ VIP luôn, mà xác suất gặp nó cũng không quá cao nữa. Tuy nhiên thì nếu gặp được thì chắc mình sẽ dễ dàng nhận ra thôi. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ gặp được cái loài heo rừng VIP đó. Và tất nhiên rồi, mình phải lên đường để đi tìm á, chứ nó không khi không mà xuất hiện đâu. Mà mình nghĩ thì xác suất cao mà gặp được nó chắc là sẽ trong những cái cánh rừng mà quỷ hay sinh sống đấy nè. Những cánh rừng càng nguy hiểm thì mình càng dễ gặp được cái loài heo rừng hiếm đó. Ý, mới đi được một đoạn mình gặp người máy Yorichi nè. Thôi được, để mình test hơi thở sấm sét của Zenitsu xem như thế nào. Thức thứ 7. Có kìa. Một thức mà kéo gần 100 máu của người máy Yorichi luôn. Wow, mạnh thiệt. Nhưng mà cái nhược điểm đó chính là mình phải dùng cái thức này ở một nơi thật sự phẳng thì nó mới phát huy tối đa sức mạnh được. Chứ mà dùng ở nơi gồ ghề như vậy thì mình không có kiểm soát được tốc độ ấy, thì cũng khó lòng mà phát huy tối đa sức mạnh nha. Quay, chắc nhược điểm của cái thức này trong đây chỉ là cái địa hình thôi á. Nếu mà gặp được đúng địa hình thì có thể nói là rất là mạnh luôn. Ê, cái gì đây? Cướp gì đây? Đi không cơm định trộm cướp đúng không? Hết gặp ác quỷ rồi bây giờ còn gặp mấy tên trộm cướp này nữa. Nhìn cái dáng đi với lại cái trang phục của hắn là biết đầu trộm đuôi cướp rồi. Xử liền. Thà xử lầm còn hơn là bỏ sót. Ok. Ôi, đằng kia là nham trụ. Đang bị cái tên có cái bàn tay hư hỏng áp sát kìa. Mình phải trợ giúp nham trụ thôi. Này cái tên em mù khốn kiếp. Đâu rồi? Ủa hắn rồi. Ở hắn đâu? Ui, hình như hắn bị nham trụ sửa rồi. Wow, nham trụ mạnh thiệt đó chứ. Không hổ danh là một trụ cột đáng gờm trong xét quỷ đội ha. Đây còn có tên Hyro nữa nè. À ngươi dùng. Ui hắn dùng cái súng của hắn. Này thì dám dùng súng bắn mình hả? Hình như mình cũng có súng. Chính xác rồi, mình cũng có súng á nha. Người bắn ta chứ vậy? Ta cũng có súng á. Ui, hắn biến hình. À được, mình sẽ gãy bơm. Hắn gãy bơm mình hồi nãy đúng không? Bây giờ mình gãy bơm lại. Đúng rồi. Nổ banh xác nha cưng. Chừa cái tội hở cái là lấy súng ra bắn. Hở cái là lấy súng ra bắn nha.
Và đây lại gần cái chỗ chuyến tàu vô tận. Để mình coi coi mình có gặp lại Thượng Huyền Nhất hay không. Để chủ yếu mình đọ sức với Thượng Huyền Nhất rồi săn cái xúc tua thôi. Mình rất là muốn có một cái xúc tua để thử sức mạnh. Ê, đằng kia có Zenitsu kìa. Ô, mình sẽ phải trợ giúp Zenitsu. Dù sao thì cũng dùng chung hơi thở mà. Trợ giúp Zenitsu nè. Cái tên bàn tay hư hỏng đâu rồi ta? Không biết hắn núp ở đâu rồi. Cái tên Emo nó núp ở đâu ấy nhờ? Ô, phóng độ. Ây, thôi mà, mình không đánh nhau phong trụ đâu. Hiểu lầm hôm bữa hiểu lầm thôi. Trời ạ. Ấy mà gần đây có tên Muzan. Tên Muzan đâu? Mình cần tìm hắn. Ấy, không có ở đây. Hắn ở đâu? Vòng vòng khu vực bên này thôi. À kia kia kia. Mình đã thấy hắn rồi. Tới công chuyện thôi bữa nay. Cái gì? Vừa Muzan và vừa Thượng Huyền Nhất luôn. Ấy ơi Zenitsu, bình tĩnh nào. Trời ơi, Zenitsu cà kìa, chú quỷ. Mình phải trợ giúp Zenitsu thôi. Trợ giúp. Rồi. Tới công chuyện nào. Tuy nhiên thì bây giờ mình đã có một chút huyết quy thuật. Thành thử ra hơi thở mặt trăng của mình đã mạnh hơn rồi. Mình tin kèo này mình có thể cân bằng với chú quỷ thôi. Mặc dù hắn là con quỷ mạnh nhất nhưng mà mình không có sợ đâu. Ui. Hay. Hắn phát nổ một phát là mình bị dính rất là nhiều sát thương luôn kìa. Mình không cử động được luôn. Ây, huyết quy thuật của tên Muzan này ghê quá. Có vẻ cái việc đánh giáp lá cà với hắn là hơi căng rồi. Ê, mình nhớ mình còn trái táo. Đúng không? Ờ, chính xác mình còn trái táo. Mình sẽ ăn trái táo vàng này. Rồi, lật ngược tình thế nào. Người hoành hành hơi bị lâu rồi đó. Ăn trái táo vô là mình tự tin hơn rồi. Rồi, ngày tàn của người đã tới rồi. À, lại phát nổ à. Ê, mình bị choáng nữa. Ê, mỗi lần hắn dùng cái huyết quy thuật phát nổ này là mình bị choáng rất là dữ luôn. Không ổn rồi. Mình phải đẩy lùi hắn ta ra xa thôi. Lợi dụng tốc độ cao để mình tránh né đòn đánh hắn. Và sắp làm được rồi. Ê, mình có nham trụ trợ giúp nữa cơ. Ê, cái gì? Hắn dùng một đòn duy nhất và đánh bại được nham trụ rồi. Trời. Không ổn. Hơi thở sấm sét. Ui, mình phải dùng tới hơi thở sấm sét thì mình mới có thể đánh bại được hắn. Trời. Nhưng mà mình không tin luôn là nham trụ mạnh như vậy mà chỉ cần dính một đòn của hắn là đã hy sinh rồi. Quay, mặc dù mình đã có một tí gọi là máu Muzan trong người nhưng mà vẫn rất là chật vật khi mà đánh nhau với hắn nha. Đã vậy thì hắn còn không có rơi ra cái xúc tua cho mình nữa chứ. Chết tiệt thiệt mà. Nhưng mà không sao. Bây giờ mình vẫn còn một cơ hội khác, đó chính là đọ sức với Thượng Huyền Nhất. Đánh với Muzan có vẻ hơi khó nên mình sẽ chuyển sang đánh nhau với Thượng Huyền Nhất đi. Dù sao thì bữa nay mình cũng mới có hơi thở sấm sét mà. Ai ai. Nhưng mà hơi thở sấm sét đấu với hơi thở mặt trăng cũng hơi khoai nha. Mà ở đây nó hơi phẳng nè. Để mình thử mình thi triển thức thứ nhất giống Zenitsu coi. Ui, mình lướt quá dữ. Và Thượng Huyền Nhất đã cởi áo ra rồi cơ. Hình như mình lướt hụt không hay sao ấy. Đúng khó dùng luôn. Căng rồi. Ủa mình lướt có trúng không vậy? Cái tốc độ này nhanh quá. Ê, xà trụ tham gia trợ giúp mình được cơ. Cẩn thận nào xà trụ. Trời ơi, không biết có ổn không đây. Ui, đừng có hy sinh nữa nha. Mình không muốn xà trụ phải hy sinh đâu. Ây, có vẻ mình hơi đuối sức so với Thượng Huyền Nhất rồi. Ấy, cái kiếm pháp quá nhanh luôn. Đánh mình không trượt phát nào cơ mà. Cái gì đấy, sao mình cứ lên chức quá vậy?
Trời đất ơi. Rồi bây giờ còn thêm phong trụ vô, vô trợ giúp mình nữa cơ. Ôi giống như mình, ai vô trợ giúp mình là người đó sẽ hy sinh vậy. Đừng trợ giúp mình nữa. Ôi nô, mình nghi phong trụ cũng sẽ hy sinh tiếp đây. Đừng mà. Ý. Rồi. Thủ Nguyễn Nhất sắp phát điên lên rồi. Ê cái gì? Ôi. Ôi cái gì? Ê. Hồi nãy mình bị cái gì á? Hồi nãy sao tự nhiên trên người mình phát bị mọc ra mấy cái cây vậy? Ồ, và mình đã... Ê! Thủ Nguyễn Nhất rơi ra xúc tua rồi. Ý. Tuyệt cú mèo. Wow. Đúng căng luôn. Trời đất ơi. Ơi nhưng mà đồng thời thì lúc này xuất hiện Tanjiro ác quỷ và Muzan cùng một lúc kìa. Ở đâu vậy? À kìa kìa kìa. Tanjiro ác quỷ đang đánh nhau với thủy trụ. Ở đây phong trụ đang đánh nhau với anh em Daki. Ơi mình phải giúp đỡ Zenitsu các thứ đánh anh em Daki thôi. Không biết đằng kia thủy trụ có đánh nhau lại Tanjiro ác quỷ hay không nữa. Rồi hạ anh em Daki nào. Giúp đỡ Zenitsu, hồi nãy Zenitsu cũng có giúp đỡ mình đó. Ủa có không ta? Ủa có giúp đỡ mình không nhờ? Mà thôi kệ, giúp trước đi tính sao. Rồi sắp xong rồi. Rồi xong anh em Daki rồi. Bên kia Tanjiro ác quỷ tới đâu rồi ta? Hình như vẫn còn đang đánh nhau với thủy trụ thì phải. Ủa đúng căng luôn á. Đâu rồi, thủy trụ đánh nhau với Tanjiro. À đây bên đây. Cô cầu. Wow. Căng chưa? Chắc mình phải trợ giúp thủy trụ á. Nhưng mà mình đã có được cái xúc tua của Thượng Huyền Nhất rồi á. Mình sẽ mặc vào coi. Wow. Mình có thể dùng cái xúc tua này tấn công nha. Được rồi. Tanjiro à, đừng tha hóa nữa. Mình sẽ giải thoát cho Tanjiro thôi. Đâu rồi? Lướt phát xuống biển luôn chứ. Hi. Giải thoát nào. Đấy, mình sẽ tấn công Tanjiro, đẩy lùi vô đất liền đi. Để thủy trụ có thể dễ dàng đánh hơn. Đi vô trong. Dùng hơi trở mặt căng đẩy vô cho nhanh nè. Hay mặt quạo chưa cơ. Biến thành ác quỷ xong mặt đúng quạo luôn á. Rồi vậy thì nếm thử hơi thở sấm sét. Ê hơi thở sấm sét không dùng được ở dưới nước. Ồ mình phát hiện ra thêm một cái nhược điểm của hơi thở sấm sét rồi, là không thể đánh ở dưới nước được nè. Mình gồng chiêu thức này lên nhưng mà thủ thế thôi, nhưng mà không tung đòn được. Ây da, nãy giờ mình đỡ cho thủy trụ hơi bị nhiều hít rồi đó. Đi vô trong đất liền đi ông nhỏ à. Trời đất ơi. Vô đất liền giùm cái. Tỉnh dậy đi, đừng tha hóa nữa. Thiệt tình. Ôi. Lại dùng chiêu phát nổ đó. Mình ghét cái chiêu đó ghê luôn. Ui, lại xuống nước tiếp cơ. Bất lực thiệt sự. Này thì xuống nước, mình sẽ kết liễu Tanjiro dưới nước luôn. Nóng rồi. Tanjiro có xúc tua, mình cũng có xúc tua vậy. Để coi xúc tua ai mạnh hơn. Vô. Tỉnh dậy đi. Đúng rồi. Dồn vô góc nào, mình và thủy trụ sẽ cùng tấn công. Đúng rồi. Mình đẩy qua thủy trụ sẽ đẩy qua mình ngược lại. Combo như vậy là hơi bị hợp lý luôn. Mày. Cố lên, Tanjiro ác quỷ sắp được giải thoát rồi. Ui, bắt đầu gây độc à. À được lắm. Mình cũng phải tấn công lại để biết mùi ném độc là gì chứ. Ủa sống luôn rồi. Tuyệt vời. Mình đã trợ giúp xong thủy trụ đánh bại Tanjiro ác quỷ rồi. Ờ nhưng mà Tanjiro ác quỷ thì không có rơi ra xúc tua. Có rơi ra đồ không? Không rơi ra đồ cho mình. Ờ hơi đáng tiếc một xíu ấy nha. Nhưng mà dù sao thì ít ra mình cũng đã có được một cái loại xúc tua đầu tiên, là xúc tua từ Thượng Huyền Nhất. Tuy nó không mạnh bằng của tên chú quỷ đâu, nhưng mà ít ra thì
mình cũng có cái để tự vệ rồi. Đây mình sẽ thử tấn công mấy tên này coi. À, Kagaku láo à. Rồi, súp tua của mình đã hồi rồi nè. Ô, chém liên hoàn luôn á. Hình như mình còn có thể gây độc cho tên Kagaku hay sao cơ. Được quá ta. À, hắn dùng hơi thở sấm sét chứ gì. Này thì dám dùng hơi thở sấm sét à. Dám đụng hàng hả. Này thì Kagaku nè. Ui, sao không gây được sát thương lên hắn ta. Ừ, mình lướt trúng hắn nhưng mà hắn không bị nhận sát thương cơ. Như vậy thì chỉ một đêm ở cái chuyến tàu vô tận này thôi mà mình gặp được hai cái thanh niên có thể nói, à không, ba thanh niên quỷ có thể nói là mạnh nhất ở trong thế giới thanh gươm diệt quỷ liền. Ghê thiệt đó chứ. Thôi đủ rồi, chắc mình phải né một thời gian. Ôi trời, ui tưởng đâu Muzan lại trả thù mình tiếp chứ. Để mình tiếp tục cái hành trình đi tìm loài heo rừng quý hiếm cái đó. Nãy giờ mình cũng băng qua khá là nhiều những cái cánh rừng giống như vậy nhưng mà ui không có gặp ấy chứ. Đây để mình trợ giúp các thợ săn quỷ tiêu diệt con quỷ nhện bố này cái đó. Ôi. Ê, lỡ tay. No, tôi không cố ý. Trời ơi, cái hơi thở mặt trăng của mình dữ quá, nó đánh xong nó lan ra các hướng khác. Nè, đây có hai con quỷ nhện và một con quỷ hai sừng nè. Mình sẽ xử gọn nó. Ui. Ôi. Ôi chết rồi, mình lỡ tung đòn và trúng một cái thợ săn quỷ rồi. Ôi không được. Chắc mình nên hạn chế đi giúp các thợ săn quỷ quá. Chứ mình giúp thì đôi khi lại kiểu như thành hại bọn họ thì lại mang tiếng là tha hóa nữa. Kia rồi, cái chú heo rừng hàng hiếm kia rồi. Thì ra heo rừng hàng hiếm là vậy sao. Ôi, no, đừng có đánh tôi. Ây, còn dám đánh chúng heo rừng nữa. Ủa gì đây. No. Trời, tại sao vậy. Ui, sao người này mạnh vậy. Hả. Trời ơi, dám. Này thì dám đánh heo rừng hàng hiếm, mình còn chưa kịp ẩm nữa. Trời, hơi săn quỷ này dùng cái hơi thở gì lạ lắm. Hơi thở ánh sáng hay sao vậy. Wow, mạnh dã man. Không được rồi, mình phải cẩn thận đối đầu với cái người này mới được. Kẻo là lại bại trận đấy. Mạnh lắm nha. Mày thì dám hất tay trên của mình hả. Mình sẽ không tha đâu. Mạnh thì có mạnh đấy, nhưng mà mình sẽ không chùn bước. Tiếp tục. Ui, cũng có thêm phong trụ vô trợ giúp nữa. Sao toàn đẩy mình vô bước đường cùng không vậy. Rồi, mình tiêu diệt. Ở chưa được à. Vẫn còn một tẹo máu hả. Xong chưa. À, như xong rồi. Wow, cái thợ săn quỷ vàng khè đó sẽ rơi ra cho mình một cái khối vàng. Nhưng mà không trả lại cho mình chú heo rừng vàng khè kia, chú heo rừng hiếm. Cày thế nhờ. Mới tìm được thôi mà đã bị một cái thợ săn quỷ sát hại rồi. Và chú heo rừng đó rơi ra cho mình cái đầu của Inosuke nè. Ủa, cái này mình đòi được không ta. Hình như đòi được á. Ờ, chính xác, mình có thể đòi được nè. Bây giờ mình đã khá là giống Inosuke rồi. Thôi được, chắc mình sẽ đòi cái đầu này để tưởng niệm cái chú heo đã bị cái thợ săn quỷ kia đánh chết á. Tiếc kìa luôn á. Không là bữa nay mình lại dẫn được chú heo đó về rồi. Rồi, và phía bên đây nó có con thuyền gì nè. Hồi nãy mình mới đi ngang mà mình chưa kịp vào nữa. À, thuyền của bọn cướp dân làng. Được luôn, mình sẽ test xúc tua. Mình sẽ dùng cái xúc tua của mình để chinh phục con tàu này. Oh, và chỉ với một lần tấn công thôi thì cái xúc tua này đã tiêu diệt toàn bộ những cái tên trên cái con thuyền này thôi. Quá là ghê luôn á chứ.
Được 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 được, cái xúc tua của Thượng Hoàng Nhất có khác ha. Hơi bị xịn luôn. Có sách cường hóa. Mà sao cái thuyền này nhiều bom thế, nhìn nó cứ bị sợ sợ cái gì á. Ủa nhỡ tên nào chơi kỳ cục bắn cái mũi tên lửa. Hoặc là ví dụ lấy cái cầu lửa này nè, rồi châm vô mấy trái bom gì rồi sao? Nó lại nguy hiểm đúng không? Bởi vậy là phải cẩn thận khi mà mang bom trên thuyền hay không? Đấy, chỉ cần sơ hở phát là bị nổ banh thuyền liền. Mà mình thấy nó có một cái banner gì đẹp quá nè. Banner Ripper vàng. Trời, cái này đẹp như vậy mà không mang về gắn vô nhà là hơi bị uổng. Mà chắc mình sẽ ở trên cái ngọn núi này đi vài vòng nữa coi. Để coi mình có gặp lại heo rừng vàng nào khác hay không. Mình nghĩ là sẽ khó lòng mà tìm lại thêm một chú heo rừng vàng nữa trong cái buổi đi tìm hôm nay đấy. Tại vì bình thường nó đã khó xuất hiện rồi. Ồ, đằng kia là Makomo. Ý, Makomo mình cũng gặp từ sớm lắm. Ơi ơi ơi, con sói khủng khiếp này thì con sói khủng khiếp. Sao mình không đánh được con sói này nè? Trời ơi, dám đánh Makomo thiệt. Cái tên trời ơi, Makomo còn có ba máu cơ. Không được, mình phải ẵm Makomo về thôi. Chứ ở cái nơi này thì có rất là nhiều ác quỷ nguy hiểm lắm. Về nhà mình tuy nó cũng không an toàn hơn là bao, nhưng mà ít ra cũng sẽ đỡ hơn cái cánh rừng nguy hiểm đó. Rồi, tạm thời để Makomo trên thuyền đi, hồi phục lại từ từ đi nha. Mình sẽ tranh thủ lúc này mình sẽ cứu mấy cái thợ săn quỷ vô tình kiểu hy sinh nè. Nhưng mà không nên thả ở trên đâu. Thả ở trên rồi lại dí theo đánh mình nữa. Đó 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 đó, đó. Thấy chưa thấy chưa? Thấy chưa? Rồi rồi rồi, lên thuyền ngồi giùm cái. Thiệt luôn á, toàn làm ơn mắt quáng lắm mà. Rồi còn về cái banner Ripper vàng thì mình sẽ treo ở chỗ nào nó đẹp á? Chắc mình sẽ treo đâu đó ở bên đây á. Chẳng hạn như là khu vực này. Quá là đẹp luôn. Bữa giờ thì trong lúc mình đi làm cái nhiệm vụ của mình thì đôi khi mình có làm hại một vài cái thợ săn quỷ, chắc cũng không ít đâu. Nên là thôi, bây giờ mình sẽ có khu vực này nho nhỏ để tưởng niệm mấy cái thợ săn quỷ đã hy sinh đó. À mà không quên cắm thêm một ít hoa nữa, đi chỗ khác. Mấy cái con phantom này gần gần xuống là mổ vô mông heo rừng của mình thế gì nè. Thôi né 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 ra xíu. Thôi đi tiếp thôi nào. Để coi coi bây giờ mình có tiếp tục may mắn và gặp thêm được một cái nhóc heo rừng hàng hiếm nào hay không ha. Thiệt luôn, cây thì cái chứ, đã hiếm gặp rồi mà còn xui xẻo bị một cái thợ săn quỷ vô tình đánh chết nữa. Ghét ghê luôn. Ui, nữa hả, nữa hả, nữa hả? Chuồn lẹ, chuồn lẹ, chuồn lẹ. Ôi no. Sao bữa nay mình gặp gặp hà trụ nhiều vậy? Cứ lâu lâu là gặp hà trụ một lần ấy. Mình không muốn kiểu như làm hại thêm bất kỳ thợ săn quỷ hay là một trụ cột nào khác đâu. Ồ, nhưng mà khoan, ở đây nó có khu vực gì mà nhìn lạ lắm. Khi không, cái ô đất này nó bị hõm vô nè. Ồ, đây là khu vực gì đây? What? Mình cũng chưa rõ đây là khu vực gì nữa, nhưng mà nhìn nó khá là lạ. Ôi, mình có nhìn nhầm không vậy? Bên đây mình thấy nguyên một cái đàn heo chà bá lửa luôn, rất là nhiều. What? Núi heo à? Hay là gò đá heo? Một cái gò đá thôi mà có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Một đống luôn. Mình sẽ nhanh trí đặt đặt luôn cái tên cho cái gò đá này mới được. À, ok. Mình sẽ gọi đấy chính là Vương quốc heo. Trời ơi, Vương quốc heo mini nha. Quá trời heo luôn. Ok. Ồ, mình gặp được một cái lâu đài. À, mình nhớ rồi. Đây là lâu đài của vua Goblin. Xuất hiện thanh máu của vua Goblin luôn cơ. Đây là những cái người lùn ấy. À, những cái yêu tinh chứ nha. À, được, yêu tinh chứ gì. Hội đồng mình đi. Hơi thở sấm sét nè. Ủa? Ồ, bị nhiễm với hơi thở sấm sét à? What the heck? Vô lý vậy. Lại nào. Đấy đấy đấy, bắt đầu gây được sát thương rồi. Và vị vua trong đây đã bị mình tiêu diệt rồi. Trong một nốt nhạc thôi. Ta là vua mới, các ngươi đừng có
Lất ca lất cất. Ơ kì đây, cái tên nào chơi trò lù mìn khó vậy? Ui, có cái tên nào đó chơi chơi thảy lù mìn khói hay sao kìa? Chơi nhưng mà kỳ cục kẹo ấy. Mà không quên kiểu như là một tấm hình check in ở cái khu vực này luôn. Vị vua mới mà. Rồi, có cái vương miện vô nhìn cũng đẹp quá chứ. Wow, quá là ngầu luôn. À, thế nhưng mà mình chỉ đợi một lúc thôi và tiếp tục đợi cái đầu của nhóc heo rừng. Ê, cái gì? Trời, bị lừa. Này thì dám núp trong cái rương lừa mình. Sao nhiều cú lừa vậy? Ok, giờ hết lừa rồi nè. À, trong đây có táo vàng à. Để mình thử tìm coi coi nó có táo vàng cường hóa không. Biết đâu lại có đấy. À, dưới này là còn có kho báu của yêu tinh nữa nè. Để coi kho báu của bọn chúng. Ôi trời, kho báu gì mà nghèo thế. Kho báu gì mà đúng nghèo luôn. Ngoài ra thì bọn chúng còn có những con yêu tinh phiên bản chà bá lửa nữa nè. Này thì yêu tinh chà bá lửa. Ui, yêu tinh này trâu vậy? Chịu nổi một cái hơi thở mặt trăng của mình. Wow, hai hơi thở luôn. Tính ra bọn yêu tinh này cũng có những tên rất là trâu nha. Và có những tên cũng rất là kỳ cục nữa. Tối ngày chọi lụ mìn khói hoài. Không có thấy đường thấy xá luôn á. Ôi thôi thôi thôi, đầy khói không à. Thôi đi ra đi ra. Bữa giờ mình thấy mình cũng tha hóa nhiều à. Mặc dù cố né né nhưng mà vẫn gọi là một chút tha hóa. Vậy nên là bây giờ mình phải rửa tay gác kiếm thôi. À không, đâu có gác kiếm được, phải dùng kiếm chứ. Mình chỉ rửa tay uống sữa. Đâu ta, đây 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 đây. Có bò ở đây à. Uống sữa thôi. Đây, làm xô sữa. À ok. Giờ thì mình đã không còn bị tha hóa nữa. Thế nhưng mà xúc tua thì mình lại không dùng được. Nhưng mà không sao, mình trở lại thành chính bản thân mình. Không còn kiểu như bị các trụ cột xa lánh hay là các đồng đội xa lánh nữa. Này, về nhà là được yêu thương các thứ. Ôi ơi. What the? Con quỷ này vô tới nhà. Trời ơi, con quỷ. Cái tên này, ngươi đi ngủ đi. Quần. Con quỷ có con mắt thăm quần này. Trời ơi, thức khuya thức hôm, đi ngủ thì không đi ngủ. Thế cái tên. Ủa? Không hiểu luôn. Trời đất ơi. Ngồi chung chiến thuyền với nhau mà. Ôi có vẻ là cự lộn hay sao rồi. Xử nhau luôn mà. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã sở hữu được hơi thở sấm sét. Một cái hơi thở có thể nói là rất là mạnh luôn. Và thức của nó thì rất là đẹp nữa chứ. Mình thích nhất là thức thứ 7 nha. Vì khi lướt á nó còn tạo ra một cái hiệu ứng hình giống như là một cái đầu rồng vậy. Sắp tới thì chắc mình sẽ tìm cách để mình cân bằng giữa việc mình vẫn có thể về nhà an toàn không bị các trụ cột xa lánh cũng như bạn bè xa lánh, và vừa có thể sử dụng được huyết quỷ thuật và phát huy tối đa sức mạnh từ cái bọn ác quỷ để trừng trị bọn chúng. Một công đôi chuyện luôn ha. Và có vẻ cái điều đáng tiếc nhất của mình trong ngày hôm nay đó chính là sự hy sinh của nhóc heo rừng. Cái đầu mà mình đang đội chính là đầu của heo rừng hàng hiếm đó. Hy vọng là mình sẽ sớm tìm được một cái nhóc heo rừng khác để có thể mang về và bầu bạn trong cái đàn heo rừng nhà mình nuôi nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.